Đây là tổ chuột cho mọi người nhá. Cái tổ chuột chi anh ạ? À, con này nó đi ăn nó rồi thế nên là không hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Ai bảo hết? Vẫn còn đấy. Đây, ăn may. Ăn may. Từ từ đã nóng. Ngoái tí. Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 98 86 88 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tama TV. Gần đến Tết rồi mọi người, anh em mình ăn thịt ăn cá chán lắm rồi. Hôm nay mình đi đào để lấy chuột ăn Tết mọi người ạ. Bây giờ đi kiếm ít chuột ăn Tết không biết là có còn không, nhưng mà hy vọng là hết mất còn mùa rồi. Hết mùa chuột rồi. Anh em mình phải lặn lội tận mấy chục cây để ra đây. Đi mót chuột. Hôm nay không đem theo chó nhé mọi người nhá. Chỉ chủ yếu là muốn đổi món tí, kiếm mấy con chuột về nướng với lại làm muốn để là người ta ngon tí. Dỡ hết rồi để chuẩn bị cấy hái. Bây giờ người ta dụng khoai dụng khủng ấy, ít lắm mọi người ạ. Bây giờ nó ra hết những cái bờ to này. Hơi vất vả nhưng mà vất vả ăn thì ngon. Thịt cá giờ ngấy lắm rồi, giờ chỉ có chuột nó mới là hàng đặc sản. Đấy, bên kia người ta đào lỗ chỗ hết rồi nhá, chả còn nữa. Kìa, một con vừa chạy kìa. Chỗ chân vừa dưới trước mặt đấy. Ôi, nói chung là gặp mình vừa tay không là bắt chuột đẳng cấp mọi người ạ. Tải đâu? Bờ đâu bên kia. Đạt chặn bên kia thì xuống đây rồi. Cái hang dưới nó mới chui vào khả năng. Đây. Hàng tận hàng nông nhỉ. Hàng cụt. Chạy từ bên kia chạy sang cơ. Ấy nhưng mà hàng cụt à? Hàng cụt. Đưa một cái cục đất đây nhé, vào đây. Thế đến ngay đi. Một con. Chọc thế đi. Gãy cây nhỉ, từ. Xem con nào nhấc ra. Con. phải xem chuột này. Bỏ tay ra. Để cho nó đào. Ơi bị được miệng. Đặt vào đi. Đặt vào đâu đây, còn con nữa đấy. Này rồi. Ôi, chặn vào, chả chặn vào ai, chặn tạm và chả chặn cứ đứng nhìn. Có tạm không mà chặn. Chặn bờ hai bên người. Phải canh vào bờ hai bên người. Mò là cứ phải, gặp ho là cứ phải chết thất. Ngọn mẩy à. Đây. Bây giờ có nhọn hai cái bờ nơi ấy. Nếu mà ở đây chỉ có đánh hoàng hành hai cái bờ bên này thôi. Không có chỗ đặt. Tổng trận đặt bóng mùi rồi đấy. Một em nữa rồi. À gặp mình thì cái giống chuột này. Lại cắn. Thôi không nói phép đến tí nữa bị cắn chết rồi. Bốn em rồi. Bốn em rồi. Chắc là nó đấy, hết rồi đấy. Thằng này ạ. Ê,
ôi vào. Ở đây chạy quay lại đây. Ở đây đây đây. Hoàng Anh. Đâu rồi? Không có đâu. Đu đập. Ê, anh Thương chết. Chết à. Ê, ôi. Mày. Chạy. Anh con này hơi bé. Bé chết. Chúng mình chưa vô trượt một phát nào rồi nhé mọi người nhá. Sơ sinh này. Sơ sinh con to nhất là con đã vô đấy. Đầu tiên đấy. Sơ sinh à? Con này à. Em không có vô. Ôi giời, con này nó cứ được khoảng 20 con là cũng bị to lắm đấy. Bảy chú. Sao? Cơ hay là có à. Gì nào? Đá thì tuyệt đấy. Bẩn hết thì... Chẳng có đâu. Không ngách đâu. Đây là nó chuẩn bị ra đấy. Nó nóng mà. Một hàng to. Ôi, chết. Đây gì? Chưa đang chưa bắt được. Lên chân. Đây. Đây. Đâu? Đây. Lên mà. Đây. Ui, đau. Chưa được. Cameraman cũng khá là nhanh nhạy đạp được cả chuột. Đâu? Con hàng nông đổi thằng nào muốn nhanh ra thế. Cơ kiểu hát cụt thế. Nồng lắm. Phải vẫn còn hàng nào ra rồi. Vẫn còn hàng mà nó lại già. Có con nghi động vẫn lại già không cần gần đấy. Chục chú rồi. Đây là tổ chuột cho mọi người nhá. Như thở chim chi anh à? À con này nó đi ăn mất rồi thế nên là không hết rồi. Hết rồi. Ai bảo hết. Vẫn còn đấy. Ăn này. Ăn này. Từ đó ăn nóng ăn này. Ngoài tí. Hết tổ à người. Ăn này. Nó ăn ngang mình mà. Mình đào thấy tổ rồi. Nó vừa phồng lên à? Nó vừa phồng lên. Con này to. Bảo nhá. Đấy ai mà không có chia thì bỏ. Đấy đang ngay kề. Đấy không nó ăn thẳng sang ngơ cũng coi mà. Đổ bao nhiêu nước, tôi hết là nhiều rồi. Từ từ lấy nước. Em đưa ra đây này. Lấy cọp à. Bây giờ xem mấy một cái một con đấy thấy chưa chuẩn bị nữa đấy mới một con rồi xem bên này là ngon nghe ấy một con này ấy một con này một con ơi nước non chảy kinh lắm chảy vào tận bên này này bây giờ lấy cái gì chặn bên này đi cái đó này xem tìm ngách bên này đi nước nó chảy như suối ấy chảy sang bên này này. Đúng nhiều ấy. Em tìm ngay gần bên này nước chảy như suối ra người đấy. Đấy bắt được người. Đưa đất người rồi. Có từng đuôi. Mắc cả riêng. Chưa đổ hai ba xô nước ra mà. Vừa thế rồi. Từ cho mấy thuộc đấy. Đấy à. Đấy là thành quả của anh em mình nhá. Ui. À, trong khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ hoạt động nhá. Đấy, thấy chưa? Chuột rất là khỏe, rất là dễ làm về chuột này. Rất là dễ thịt nhá. Nó vàng đẹp lắm, nó đều. Không vàng đẹp quá, nướng lại không ngon. Nó vàng đều ấy.
không cần phải vàng đẹp nhưng mà nó vàng đẹp như dưới canh nậu ấy nhỉ, nó làm đấy nướng cái đấy nó lại vàng ươm nó ủ à, nó ủ bằng cái do này này, nó đốt lên xong bắt đầu nó cho cứ dài cái này nhưng mà nó ủ nó không quạt, cứ kệ có nó có quạt quạt nên nhẹ nhẹ nó không quạt mạnh, phe phẩy đấy bắt đầu cái than nó rực này cái này nó cứ để phe phẩy đây. À, vì là chuột nướng nên là anh em mình chỉ thui qua một chút thôi nhé mọi người nhé, không thui quá để cho nó còn giữ được nguyên cái hương vị của con chuột khi nướng lên nữa. Nếu mà nướng quá thui quá thì nó khi nướng nó sẽ mất vị ngon luôn. Đó đây, béo này chuột rồi, béo phết đấy chứ, béo này con ngon không mọi người, đặc sản đó, mua đi em luôn này. Lột ruột. À, sẽ hôm nay là cái món nướng sả ớt mắm tôm nhé mọi người nhá. À, Vương ơi lấy cái chiếu giải đây, vừa nướng vừa ăn luôn. Hôm nay vừa nướng vừa ăn luôn nhé mọi người nhá. Không chờ đợi bất cứ cái gì thứ gì nữa. Chín cái chén luôn. Bát đũa rồi. Hả? Mấy cái mâm thôi, không phải bát đũa. Ăn bằng tay hết. Đang chén cũng kịp. Còn một mẻ nữa với lại một con rắn nữa nhé mọi người nhé. Tươi không phải tươi nha mọi người nhá. Vàng rộm luôn mọi người ơi. À, đây à. Mọi người thấy nhà mình nướng cũng giống thịt chuột canh đậu không? À. Xuống lên ngồi đi, ngồi đi. Đỉnh đấy. Ngồi đi cho bia nước ra đi. À vườn đấy, lại cho tên mẻ mới rồi. Cũng bóng không kém nhỉ anh nhỉ. Ui. Vừa ăn vừa nướng. Món nào chín chén trước. Rồi. Đủ mỗi người một con chưa? Rồi. Đấy. Ra đây trước, chén trước cho mọi người. Chuyển đây. Chuyển đây. Đi đây, đi đây. Chuyển đây. Get row. Gọn gọn này giống để cho hắn. Làm cái này. Làm cái đi. Anh em mình đi về vẫn chưa kịp tắm rửa gì đâu nha mọi người nha. Chén trước ta. Ngày hôm nay ăn chuột vừa cả nhà nhá. Ui, nãy em vừa thấy một con của cả. Đấy. Tao thử cái cả chuột nhá. Mình chưa bao giờ được ăn cả chuột nhá mọi người nhá. Wow. Đây. Ngon. Ngon chưa mọi người? Trời ơi. Đỉnh chưa? Wow, mời mọi người nhá. Gặp xưởng. Gà nó ngon đấy. Tục. Hết giờ. Mời mọi người nhá. À, ngon. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon đấy. Tuyệt vời. Gần Tết rồi, thịt chuột nó vẫn gọi là mang một cái hương vị gì đấy, nó đậm đà, nó quá là tuyệt vời mọi người ạ. Chứ không như thịt cá bây giờ cứ đi ăn Tết, thịt cá mình chuẩn bị đi ăn Tết đấy, nhưng mà cứ phải xong cái món này đã. Tết nhất, tính sau, chuột nó vẫn đang đẳng cấp nhất. Ngon nhỉ anh nhỉ? Cái ông Tám không sang à? Ông Tám không. Đúng như ông Tám bảo là cái thịt gà, thịt vịt còn vẫn còn có cám thôi kia, thịt chuột à. Toàn ngũ cốc ở ngoài đồng, nào ngô khoai sắn này. Không sợ gì. Sạch nhất. Tuyệt vời luôn. Ừ. Ngon nhỉ? Lâu ăn nhìn béo ngon nhỉ? Nướng bỏng này ăn chẳng ngon. Lâu mà ăn. Nè. Đấy.
ăn lại càng thèm. Ui dồi. Ui. Ấy. Ui có đây nó vàng ấy nhờ. Trời. Thịt nó này. Mình là mình thích ăn nhất cái mạng sườn này này. Béo phê chứ không phải là béo. Cái kia với lại cái gan nữa chứ không 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 thích ăn cái phần nạc lắm như đùi. Này cái gan nó cũng ngon. Không biết con hơi tối tí mọi người có nhìn rõ không? Ai chưa ăn thịt chuột bao giờ thì nên thử thịt chuột một lần nhá. Gan lắm này. Thịt nó này. Rất là tuyệt vời luôn. Lâu lắm rồi anh em mình có dịp ra rồng để bắt chuột. Tại vì chán ngán những cái béo này. Thịt gà bò chán ngán những thịt cá của ngày Tết rồi. Chị mồm đâu? Đúng rồi. Miếng này nó có cả da luôn này. Trời. Sướng chưa? Ui ngập mồm ấy. Đấy. Ui da. Đáng nghe ra là hôm nay nếu mà có thời gian là mình sẽ làm món chuột khác đó. Nhưng mà thời gian gấp rút anh em mình vừa nướng và ăn ăn xong để đi ăn Tết. Đấy. Còn lần sau mình sẽ làm một món chuột đặc cấp hơn, nếu mà đi bắt được sẽ làm món chuột mà